Rồi, xin chào quý anh em nhé. Hôm nay mình quay cái cảnh cửa hàng của mình này anh em. Đó là nhà của mình nha. Ở đây là dòng là chợ ho này anh em. Chợ ho Tết nha, bày bán trước nhà rất là nhiều. Đó là cửa hàng của mình. Quay cho anh em biết cái cửa hàng của mình nha, nằm ngay ngã tư Phú Cát 1 nha anh em. Có cây mai cho tới anh em ơi. Đây, đây phía ngoài. Đường ra chợ này anh em. Từ nó là ra chợ Phú Cát 1. Đó là trong nhà của mình nha anh em. Nhà có bán sâm sâm chả bá lửa luôn nha. Có bán thêm bảo hiểm xe máy nữa nè. Giờ là còn tối rồi, tầm 9 giờ rồi, 9 giờ 10 rồi nè. Nhưng mà Tết thì khu vực đây là tập trung rất là đông, đông dân anh em, tập trung lại để chơi Tết rồi đó. Mình tìm, có một tiệm điện thoại đối diện này. Đây là ngã tư Phú Cát 1 anh em, ngã tư nha. Mình đi vòng vòng một vòng chợ ho cho anh em coi ha. Mai anh em. Rồi, mình sẽ đi một vòng khu vực Phước Cát để cho anh em xem cái không khí nha. Là vòng một vòng chợ hoa trước đi. Đúng nhiều. Dưa này. Một căn nhà. Cái dây nhỏ nhỏ thôi. Một thôi, đi nhập ngược lại đi. Cái vòng vòng khu vực nhà mình thì ngã tư nữa là người ta bán bông hoa rất là nhiều. Và rất là vui nha em. Có một cái tiệm điện thoại lớn nữa. Ở khu vực ngã tư. Khu vực Bùng Binh này, phía dưới đồng Phước Cát, cách nhà mình. Chạm vòng chơi. Quá trời hoa. Thì là hết mất rồi. Chủ quán này, chẳng thấy ai không? Đào này nè. Đang xem. Coi thử cái này đẹp không vui chứ. Toàn đâu? Anh ngồi bên kia đang nhậu hay chơi? Anh chơi, em ngồi bên đấy nói chuyện với anh. Đẹp quá, vòng vòng đi quay phim tí à? Đi quay phim. Bán được nhiều chưa? Em bán được mấy chục rồi. À. Tướng mấy chục ngàn á. Đêm nay đêm mai nữa. Dạ, hay đêm. Đêm nay. À đúng rồi, ngày mai mới 29 mà. Mai 29, nay 28 rồi. Trời ơi, qua gặp mấy yêu quái kìa, nó nhậu luôn kìa. Nhậu. Anh đi em vòng tí hả? Dạ, đây.
khổ quá. Chỗ bạn mình đã bán này nè, bữa nay bán mai, mai tết. Đây là bạn Toàn đang bán mai, đang nhậu mà sợ quá trốn ra ngoài không dám đứng. Bán kính khu vực nhà mình gần gần đây là ngay đây có cái phòng xây này nè, có một binh nha, một binh đấy, đường này lên thẳng nhà mình này, cách nhà mình 50m này. Bình tối trời rất là đông thôi, đi dần dần một dòng nữa thôi các anh. Hồ Kiến hôm nay là sao, quá đông rồi nè, tết quá vui. Này cầm cái tay em còn cái nhỏ nhỏ thôi. Phục can ngày 28 phải không? 28. Đây không thấy rõ mấy. Tắc. Tiền bắt gọi là cái quốc. Tới đây chắc cũng hết rồi. Bán bông ở trong khu đây thôi. Khu kia thì không có bao nhiêu. Đi dọc dần lại. Lên YouTube viên được mà. Thấy. Mấy gì? Quay đẹp không? Quay đẹp không? Quay hoa, quay đẹp không chứ? Quay hoa luôn. Quay đẹp thôi. Người đẹp lên anh em chán lắm. Đó. Quay người luôn. Quay mấy người. Quay người luôn. Quay hết quay đẹp luôn. Đi làm chưa? Ờ. Đi, đi. Tết quay phim mấy cảnh là đẹp đẹp. Đông hơn mỗi năm. Ngày mai thôi, tới mai nữa, đêm mai nữa. Cứ mỗi năm vẫn có ngoái à? Không, năm ngoái đâu bây giờ chứ. Năm ngoái, đông gì đâu. Năm ngoái bây giờ chứ, đâu có gì đâu. Năm ngoái thì đông đâu. Còn mấy hai giờ, đang nhậu, sợ quá, nhanh vô. Đấy, vô uống. Vô uống chết người luôn á. Mùa mai chưa, mùa mai chưa? Chưa. Mùa chứ, này còn chưa nữa. Mai, mai. Này chưa từ người ta mua hết rồi mình mua rau chứ. Chưa từ mua rồi. Nhìn vào này tí nha. Cục cát từ cái khu đoạn này nè. Đây hôm qua. Ở đây ít người quá. Giờ nó điện thoại mình. Tiền đó của mình anh em. Đó, khu vực đây anh em nhìn cái tiền mình rất rõ đây. Từ ngay ngã tư nên là đi từ đây là mặt bằng rất rộng nha anh em. Nên anh em mua máy online của bên mình yên tâm nha. Lo ngại gì hết nha. Mua máy uy tín. Máy chào anh em nha. Hẹn anh em có những clip tiếp theo nha. Mình, tối mai hẹn anh em tối mai là mình like tặng cạnh. Lúc khoảng cỡ 7 8 giờ đi. 7 giờ tới 8 giờ nha anh em. Anh em
nào mà quan tâm thì ngày mai ghé lại nha, ghé vô kênh của mình ha, mình có tặng cà tối mai. Rồi, okay. anh em ngày mai đi. Thôi mà xài ra chút con.